Hello mọi người, xin chào mọi người đến với channel Live in Las Vegas cuộc sống Mỹ nha. Để mình vô bếp mình coi coi chồng mình đang làm cái gì nha. Nhà mình á, hôm nay á, là sẽ ăn món bò và tôm nhúng giấm. Đây nè mọi người nhìn thấy gì? Đổ rau không? Hấp dẫn không? Đó, rau tươi quá trời luôn. Và đây là chồng đang làm gì đây chồng? Làm mời gà, gan gà, tim gà, xào dưa leo với thơm mình ăn xào gan với tim gà, xào với thơm nha, dưa leo đó. Rồi mình qua mình quay cái thịt bò nha. Đây là dĩa tôm thịt bò đó, mọi người thấy không, bò hấp dẫn không đó. Thì chấm với mắm nêm. Đây là cái nồi nhúng giấm, đây một chút nữa bắt lên và sẽ cùng nhau ăn nha. Đầu bếp chuyên nghiệp quá. Khoảng một miếng bột nêm, một miếng đường. Chút xíu nước ấm. Còn cái dầu hào á, cái dầu hào mình bỏ sau cùng nha mọi người. Dầu hào á, khi nào mà mình bỏ mấy cái thơm với mấy cái dưa leo đồ vô mình xào á, cái này mình nêm nếm chút xíu gia vị giống như chút xíu được hạt nêm, chút xíu nước mắm thôi nghe cả nhà. Đó, cái này xào cho nó săn, nó thơm mấy cái này. Đó, cho nó nấm, nó được ngấm một chút xíu cái gia vị của mình nêm nó rồi xong rồi. Khi nào mà xong mấy cái đó, cho nó chín thơm chút xíu thì cho nó mềm mấy cái da, mấy cái tim gan thận rồi đó. Thơm quá, cái mùi thơm quyến rũ quá mọi người ơi. Để em chỉ cho mọi người cái mẹo mà sắt, dù có sắt mà nhanh cỡ nào của mình cũng không sắt vô tay á, là biết gì không. Đây nè mọi người, nhớ để cái dao nó nghiêng chút xíu 15 độ này là khai sắt không bao giờ vô tay đó. Thấy không? Cái này bây giờ ăn để mình bớt ăn tinh bột lại, em bớt ăn tinh bột lại nha cả nhà. Mình đang tập lại bởi vì em bớt ăn tinh bột lại cho nên là xào nhiều như để dành ăn luôn à. Để dành nó ăn vài ngày, hết món này qua món khác. Rồi bây giờ mình cho dưa leo vô trước nha cả nhà. Tại thơm á, thì thơm nó mau chín hơn dưa leo. Bây giờ nóng nè, bây giờ quên nè. Đừng có cho nước nó nghe cả nhà, tại vì trong mấy cái đồ này nè là mình đã khi mình rửa nó còn nước nó đọng ở trong đó.
Có. Đó là cái nước đó nó ra dừa nè, thấy không cả nhà? Đựng thêm nước nó nha mẹ, thấy không? Nó ra nước dừa, ra nước nó là lỉnh bỉnh, mình mà thêm nước nó là lỉnh bỉnh luôn đó nha cả nhà. Là chút xíu nó giống như là nấu canh luôn chứ không phải thành đồ xào nữa nha. Thơm thì mình cũng không cần để cho nó chín đâu, tại vì thơm mình có thể ăn sống được mà. Chưa. Đó, cho nó rồi mình đảo sơ sơ. Tùy cả nhà, nếu mà cả nhà mình muốn cho thơm nó chín thì khi mình xào cái dưa leo nó vừa chuyển sang màu á là cả nhà mình cho cái thơm vô luôn. Đó là chút xíu nữa là bắt đầu hả. Đó, chút xíu nữa là đó, là cái thơm nó chín đều với cái dưa leo ha. Đó, rồi bây giờ em sẽ cho thêm một miếng dầu hào tầm chén đáy của cái đó, chén đáy của cái này. Dạ em ăn, em thì ăn em thích ăn hơi ngọt chút xíu cho nên là em sẽ thêm một muỗng chút xíu đường nữa nha cả nhà. Đó, em thêm một một chút xíu nữa, một muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê đường nữa rồi. Đó, rồi bây giờ mình đảo thêm một lần nữa. Đó, cho cái gia vị này nó ngấm đều hết nha. Bây giờ gan tim rồi đó, gan tim với mời nó đã chín rồi đó cả nhà. Đó, thấy không, mình đừng cho thêm nước nữa nghe nè cả nhà, thấy nước nhiêu là lỉnh bỉnh rồi nè, thấy không? Đó, đừng cho thêm nước nữa, nước từ trong thơm ra nè, trừ trong dưa leo ra nữa đó, nó tự động rồi. Rồi mình để cho nó sôi lên, cho thịt sôi lên rồi xong đây. Em chuẩn bị rau thơm là có hành và rau quế. Rau quế mình xào với cái này nè. Nó mình tạo. Đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp trước khi mình bỏ này vô. Đó, mình tắt bếp nha. Rồi đó, ha bỏ vô rồi hả xào nha cả nhà. Ha bỏ vô rồi hả. Đó, ha trộn. Nó vừa chín tới thôi cái rau của mình thôi. Đó, nó giữ được cái mùi thơm của rau nè. Mùi thơm của hành nè, đó. Tại vì cái rau quế á, cả nhà mà mình xào với cái mấy cái này nè, nó vô nó vừa thơm mà nó vừa áp được những cái mùi hôi của mời gà, tim gà rồi đó, đó. Thấy không? Mình vừa tắt bếp mình vừa bỏ vô cái tắt bếp bỏ vô, đừng có để mà còn lửa sôi á, đừng có để còn lửa mà mình bỏ vô rồi mình xào nó sẽ bị xèo hết cái những cái rau này, nó sẽ không có còn tươi, không còn thấy xanh xanh nè, nó không còn đẹp nữa nha. Đó, vậy là xong rồi đó cả nhà. Đây, đó lòng xào.